tại sao hai đứa nó lại đánh nhau vậy? Em không biết nữa, hình như là do em hẹn cách đi mà không nói với bất kỳ á. Trời ơi, đúng là tình yêu trẻ con mà. Đứa này có bồ là đứa kia không giành giật rồi đánh lộn mà. Hay bực bội thì chứ. Thôi bây giờ chúng ta đi thôi, nhanh lên mấy mày, tụi nó đánh nhau ì xíu. Dạ dạ, đúng rồi, đánh nhau dữ dội lắm luôn á anh ơi. Thôi được rồi, đi thôi, đi đi, đi, đi nhanh lên. Chỉ có anh mới có thể ngăn được hai người đó đánh nhau thôi. Đi theo em nhanh lên đi nha. Đây nè, đây nè, trời ơi, hai thằng quỷ sứ đó. Trời ơi, đúng là tình yêu trẻ con trẻ trâu điền mà các bạn ơi. Thôi đi lẹ, đi lẹ, đi lẹ lên. Trời dạ, ơi, dạ, dạ. Chuyện này tới chuyện kia nữa. Mà tụi nó đánh nhau hoài à. Hai thằng quỷ này mình biết ngay mà. Khi mà tụi nó quen nhau mà kiểu bùng binh thế này, thế nào nó cũng sẽ có đánh lộn đánh lạo nhau à. Đúng là mấy đứa nhóc mà. Ôi trời, 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 trời. Ôi mày chết đây nè. Thằng mất giả này. Mày là không, tao không bạn bè với mày nữa. Từ nãy là đơn ai đấy đây. Tao là người trẻ thù của nhà. Ôi tụi kêu em mà rồi quá nó kìa. Ôi đi chơi có gì liên quan tới tao. Người yêu của em đâu, còn thằng Buggy thì bé mày thích nó thì tụi nó quen nhau chuyện bình thường mà. Không có bình thường gì hết á, anh không hiểu cái gì hết à. Em thích bé mày, nó cũng thích bé mày, vậy là không được. Bởi đúng vậy rồi, cái đứa quan trọng ở đây là bé mày thích ai? Bé mày không thích bạn đó. Bé mày chắc chắn thích em rồi, cái thằng ngu si đừng động nghèo như đó, bé mày không có thích đâu. Đứa thì điềm tĩnh, một đứa thì trẻ trâu, hai đứa cãi lộn đánh nhau cái bạn ơi, tôi nhức cái đầu quá. Bây giờ mấy đứa muốn cái gì? Bây giờ em không biết, bây giờ là mày thuộc em, mà thằng này nó không được quen với mày nữa. Ủa gì kỳ vậy? Tự nhiên tôi với bé mày thích nhau không cho quen là sao kỳ cục? Đúng rồi. Không biết, không biết đâu. Không, không còn bạn bè gì với nhau nữa, trở thành kẻ thù với nhau. Bây giờ tôi ông không còn là bạn bè nữa luôn. Tôi nghỉ chơi đi. Trời ơi, tụi em bây giờ hành đánh lộn luôn rồi. Bây giờ bé mày đâu rồi? Em ở đây nè. Đó, hai đứa đánh nhau xong bé mày phải chạy luôn, thấy không? Tất cả là mày á. Ai ông thì coi, tôi là ai đi đâu? Bé mày thích tôi đúng không? Ai bé mày cũng thích hết, hiểu chưa? Giờ sao đây anh đi nha, giờ đúng sao rồi, đây? Đúng rồi, bé mày thích ai hơn? Bé mày thích ai hơn? Thích hơn nữa. Không có sự hơn thua ở đây. Chúng ta là bạn bè, thích nhau là chuyện bình thường thôi. Không có gì hết, ok? Không có đánh lộn nhau nữa. Không có bình thường, cái này là bất thường đi nha. Không được, hôm nay anh phải làm chủ cho em. Anh phải đòi công bằng cho em đây. Chủ cho em là sao ba? Anh đòi công bằng cho em, đúng rồi. Ngày hôm nay công bằng cho em. Em sẽ tỏ tình với bé mày. Bé mày à, tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi. Tôi yêu cậu hơn tất cả những gì trên thế giới này. Cậu hãy làm người yêu của tôi đi. Ơi cái gì vậy anh ơi? Mày mày, cậu nói đi, cậu thích ai? Trời ơi, mũi tên băng nhát phá nát đời trai rồi. Bây giờ mấy đứa muốn cái gì? Em đã nói vậy đó. Bây giờ em không muốn quen với mấy mày nữa. Không có bạn bè gì mày hết trơn á. Trời ơi, bạn bè nhau không? Trời ơi, bây giờ mấy đứa nghĩ nè. Bây giờ bạn của mình có người yêu thì mình phải tôn trọng của mình cho bạn mình chứ. Mình là bạn thân với nhau mà. Thân gì đó, thân ai đấy lo rồi cơ. Trời. Mày nhìn thấy mày ghét mày. Trời ơi. Mày bây giờ anh phải xử làm sao với tụi hai quỷ sứ này bây giờ. Em đâu có biết đâu, em mới nhờ anh qua đây giúp em mà. Trời ơi là trời, tôi mệt mỏi với cái gia đình này quá. Trời ơi, hết đi xử lộn. Vì tụi cả thế giới đang đánh nhau lại tên Kata. Bây giờ xử lộn với nhau về chuyện tình cảm cho mấy đứa nhóc này nữa. Bây giờ em yêu đứa nào? Đương nhiên là Kitty rồi. Trời ơi vậy để anh lên xử lý rồi sao? Trời ơi là trời. Tình yêu tan nát là ba mũi dao mà tôi nói mà. Ê dừng lại đây. Ai muốn không có dừng lại đâu nè. Quỷ sứ này, thằng này nó lì thiệt. Cái trời, thằng Buggy này, mày được ba mẹ nâng chiều quá. Mày ơi không mày? Em không được gì ngoài cái làm em có gen tốt. Có gen tốt cái gì? Bây giờ bé mày nói là bé mày thích thằng Teddy. Ở mẹ à, mẹ và không? Chỉ xem, bé mày thích ba mẹ. Và xem Buggy là bạn thân. Bé mày nói là vậy thật hả anh đi nha? Hỏi bé mày đây kìa. Bé mày
cậu chỉ xem tôi là bạn thôi hả? À, đúng rồi, tôi coi ông là bạn thân của tôi, bạn thân đó. Bé mày thích tao rồi. Bỏ đi luôn rồi, bỏ đi luôn rồi, tội nghiệp đó thiệt chứ. Nhưng mà bây giờ làm sao đây, tính sao với bất kỳ đây? Thôi bây giờ hai đứa đi đâu đi đi. Bây giờ anh sẽ dí heo quỷ đó để coi nó làm gì đây. Dạ. Ok, bây giờ mấy đứa đi đâu rồi đi đi, để anh xử lý cái chuyện này. Trời ơi, tôi mệt quá, trời mệt cái thằng quỷ nhỏ này. Hey, bót ơi, chạy đâu rồi? Bót ơi. Ủa, nó chạy đâu lẹ dữ ta? Thấy đây. Nó không ở đâu vậy? Đâu vậy ta, nó khóc dữ. Trời ơi, đúng là trẻ trâu quá các bạn ơi. À, tới đây. Cái gì vậy? Ủa, tôi nhảy xong chết rồi. Trời ơi. Tự sát chưa rồi. Anh sẽ cứu em, anh sẽ cứu em. Trời ơi, làm gì vậy ba? Thầy ơi, mình không có nhỏ này thì mình có nhỏ khác. Bác đừng nói nữa, để chết đây. Trời ơi, trời ơi, chết bà, chết bà rồi, chết bà. Thằng này nó điên rồi, nó điên rồi, nó điên rồi, nó điên gì tình rồi. Ôi, mày điên rồi mày. Anh đừng có phá em nữa, đừng làm phiền em nữa. Trời ơi, anh mày về nói ba má em một tiếng là đứa con trai này bất hiếu. Mày đúng là bất hạnh thì có thằng Hùng. Trời ơi, trời ơi, mày cứu nó coi, nó điên rồi. Đừng có lại đây nữa, anh đi ra đi, để em chết đi. Mày bị khùng hả, mày bị khùng hả mày, mày bị khùng hả. Anh đang chơi qua đây nhậm nước mà đây, em không biết sống nữa. Bây giờ sống không xong, chết không được nữa. Tôi là người bất hạnh mà. Mày gì sao không sao, không có nhỏ này hay có nhỏ khác, làm gì mày yêu bé Mai dữ vậy? Anh nhìn đi, bé Mai vừa dễ thương, vừa cute te, vừa ngoan hiền. Trời ơi, một người con gái tài sắc mẹ toàn như vậy mà lại bị thằng tí ti nó dành nữa kìa. Trời ơi, là trời. Bây giờ mày có yêu bé Mai không? Em yêu bé Mai thật lòng mà. Em phải dùng mạng sống này để chứng minh. Thì bây giờ mình yêu bé Mai chủ yếu là nhìn thấy bé Mai hạnh phúc là mình vui rồi. Nhưng mà không thể nào để nhìn bé Mai hạnh phúc với cái thằng bạn thân của em được. Trời ơi, mày con nít con non, mày không có hiểu gì á. Mình phải trải đời không? Yêu ai cũng được, nhưng mà nó phải hạnh phúc. Nó mà không hạnh phúc là mình xử thằng tết đi, hiểu không? Có nghĩa là mình gặp vấn đề, mình không giải quyết được vấn đề là mình xử cái đứa gây ra vấn đề hả? Không, trời ơi ông nội ơi, chừng nào mà nó đối xử vậy bé mày không tốt á, đối xử với lại người mình thầm thương chậm nhớ không tốt thì mình xử nó. Nhưng mà lỡ nó đối xử tốt thì sao? Thì mình vui với mày đi. Trời ơi, trời ơi, nữa rồi, nữa rồi, nữa rồi, cái thằng quỷ sứ này á, trời ơi, mày rảnh quá mày. Chết rồi. Làm gì? Em leo lên đây, em nhảy xuống em chết. Đâu? Mày không có chết được đâu, có tao ở đây, mày không có chết được đâu mày. Em giết em đi. Thôi, không nói nhiều nữa, bây giờ mình đi về nhà đi. Không, em không về đâu. Trời ơi, phải về. Trời ơi, cái thằng này nó không chịu về rồi. Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt rồi. Vậy mà thấy bà mày với tao con, đứng lại. Mày, à, mày, chỉ có cách này. Anh làm gì vậy nha? Đi được thôi các bạn ơi. Thả em ra, thả em ra. Thả gì mà thả, mày, mày đòi sống rồi, chết rồi. Anh phải làm như vậy thôi, mày thông cảm anh đi mày ơi. Thả em ra, thả em ra, em phải đi tìm tình yêu của em. Tình yêu mày, mày lao đầu xuống nước mà mày kêu tìm tình yêu là sao mày? Nếu kiếp này không có nhau thì kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau. Trời ơi, cái thằng trẻ trâu này nó bị khùng rồi, nó sùng rồi. Ai dạy mày cái mấy cái điều này vậy? Trời, nó lắc mày. Thả em ra, thả em ra. Nó lắc rồi các bạn ơi. Em cắn đứt cái dây này. Thả em ra, thả em ra. Thằng này nó chịu khó chứ các bạn ơi. Nó cứ ngồi, nó cứ lắc, nó lắc hoài. Thôi được rồi, bây giờ phải theo chân anh đi về nhà thôi. Cũng được luôn rồi hả? Mày không làm gì được đâu con. Anh nói vậy anh coi em này. Cái tinh. Trời ơi là trời. Đó mày rảnh quá thôi. Đi về nhà đâu mày thằng quỷ sư. Bây giờ mày dạy đâu nó đi thằng quỷ sư. Trời ơi mày la lối hoài nhất hết cả đầu luôn á đúng không các bạn? Bốn bây giờ... Trời, các bạn coi nó kìa. Nó bị mình bắt như vậy rồi mà nó còn ham hố, nó còn kêu mình buông ra nữa. Mày anh đã làm gì? Tình yêu của tôi sống chết với anh luôn anh biết không à? Cà ta đánh anh còn được nữa, đừng nói chuyện mày. Vậy mấy ba em. Ba mày cũng làm gì được đâu. Vậy mấy ông nội em. Ông nội mày cũng làm được đâu. Mấy ông cố nội mày luôn, cũng không sợ nữa mày. Mày đi về mày. Thứ giết chết chúng ta không phải là kỷ niệm mà là tình yêu đó anh biết không à? Trời ơi là trời, thằng trẻ trâu này thôi. Đi về mày, đừng nói nhiều mày. Gần tới nhà mày rồi nè, quỷ nhỏ. Tối ngày mày la sầm nguyên cái chặng đường. Bay về, muốn hết cái đầu. Nào ơi, lon tham nó
rồi. Đại buông tôi ra, buông tôi ra. Vậy? Sao tự nhiên bắt con tôi vậy? Dạ. Ba mẹ ơi, anh đi bắt nè con nha, bắt nhớ con, ba mẹ ơi, cứu con. Mẹ mày, mày đây nè, con của hai người nè, đây tôi đưa nè, đó, nói chuyện với ba mày đây. Vậy? Thì sao mà đi mày chối vậy? Trời ơi. Sao chối thằng nhỏ tội nghiệp quá vậy hi ha? Trời ơi, có lý do thì tôi mới chối chứ nè Quỳ, mày mất ghê. Coi đây, ông biết nó đã làm gì không? Làm gì chứ? Nó đi đánh lộn đánh lão đó, để tôi quăng nó xuống cho nó đứng nó nói. Mày hả mày, mày đừng nằm ăn giả mày đi. Ôi trời ơi. Chuyện gì á con nói cho Trang nghe coi cái gì hôm nay hơi kỳ nha. Anh đi ăn thích bé May, anh đi ăn ăn chảy ngồi nhầm. Ôi trời ơi, bé May là ai? Nhưng mà đi ăn ăn chảy con không cho con đến với tình yêu, anh đi ăn là đồ tàn á. Ôi trời ơi nha, đó là vậy chứ. Mình lớn thì nó có tình cảm bình thường thôi, cho nó thoải mái tìm hiểu. Ông tào lao quá. Nhưng mà con nhỏ đó tích cái thằng Tết đi, xong rồi hai đứa đánh lộn nhau thì xẹo nó đánh con người ta kìa. Tại sao? Không hiểu được đâu, cái tình cảm là thiêng liêng, nó cao quý lắm mà không hiểu được đâu. Tôi kêu nó rồi, tôi kêu nó nè, nhà mày giàu, mày không có nhỏ này thì mày có nhỏ khác đúng không? Ok. Trời ơi. Bao nhà mình giàu mà. Nhà mình giàu mà cho con làm sao mà để cho con biết. Con phải dùng tiền cho nó đi chứ, trời ơi thiệt tình chứ. Trời ơi, dạ. Dạy vậy mà dạy coi được kìa nè Quy. Đó, đó, dạy con như thế hỏi sao, hỏi ra ở đánh lộn đánh lạo. Ba nói đúng rồi ha, mình có tiền mà. Ba, thôi giang hồ mình xử mình đem đi đi ba. Đó, đó. Ê, cái đó là bẫy nha con. Mình đi khoe tiền thôi chứ mình không có dùng mũi lực nha con. Trời ơi, hai cha con này á làm cái gì á, nghĩ sao mà dùng tiền vậy trời. Đúng rồi, nghĩ sao vậy trời, cái đầu nghĩ gì trong đó vậy. Rồi, tại sao con có lại đánh người ta? Thôi mày hay thôi, hay ghê ha, lật mặt ghê ha. Đánh người ta ì xèo giờ đời sống rồi chết tôi phải cồn vậy tôi mới dẫn nó về đây được á, dễ gì mà dẫn được quỷ này ra ấy. Trời ơi, mọi người không thể được đâu, thực ra là bé May chắc yêu con tới nơi rồi, tất cả là tại thằng Tết đây. Tại sao lại con Tết đi? Tết đi nó đi qua nó gian xảo, nó dụ dỗ bé May, nó làm bé May trời sai rồi lứa tình quá đó. Nó thao túng tâm lý bé May á. Cái thằng trẻ trâu này tôi mệt quá. Đó, bây giờ vấn đề là nằm ở đó. Giờ con ông vậy đó, giờ ông xử sao ông xử đây. Cái tôi nhức đầu quá à. Nó đòi đánh lộn đánh lão rồi xử thằng kia rồi gì tùm lum tùm la hết à. Thôi, bỏ đứa đó đi con. Không có đứa này, đứa có đứa khác. Trời ơi, ơi. Đâu vậy, nó ơi. Đi đâu vậy? Mày tại bé May lại, mọi người đừng chạy đó. Thấy chưa, tôi nói rồi, thấy chưa. Cái cà nhảy đó. Bây giờ bé đó thích tới đi mà con quýnh té đi thì sao mà bé May thích con nữa. Đúng rồi, con làm vậy bé May còn ghét con hơn á. Giờ cách này không được, cách kia không được, thôi được rồi con nhảy xuống hồ chết đi rồi. Thấy chưa, tôi nói đó, cái trâu con này thôi ngay đó, nó nhảy xuống hồ luôn. Thấy chưa, đó mày lên đây mày, cái thằng quỷ nhỏ này đây nè. Hai cái đứa kia, hai tụi bay giả mặt yếm hẹp của tao phải không? Ai thằng con mày ăn hiếp em tao kìa. Mày dạy con mày chứ gì vậy? Cái đó là mấy đứa nhỏ xung đột chi. Từ từ tôi nói lại nó nè. Xung đột cái gì mà xung đột? Bây giờ tao xung đột với hai đứa mày luôn nè. Trời ơi là trời. Ông nội bình tĩnh đi. Ai hình như thằng đó tay trên tay mày kìa. Đưa cho tao nhanh lên. Thằng này á, không được. Ai buông ra, buông ra. Đưa đi nhanh lên. Mày tới công chuyện rồi à. Bình tĩnh. Đúng rồi, thằng này là con nến cơ mà. À, hai cái đứa này còn mày biết tao là ai không hả? Mày muốn gì quýnh lộn trời không? Trời ơi là trời, thấy chưa, mày thấy chưa, thằng bót ghi. Tại mày mà biết bao nhiêu chuyện rồi, mày không mấy hả mày? Ba mày chơi nó, quýnh nó luôn đi, bắt nhau hả? Đám đất vậy mày, chúng tôi khổ báo hả? Chơi nó ba. Trời ơi, đi. Trời ơi, mày ngon mày vô đây, tao xử hết luôn, tao xử hết ba người một đây luôn. Trời ơi. Đừng tay lại đi mọi người. Trời ơi, giận mày. Cái việc này là chuyện con đúng rồi, người lớn tụi mình chấp nhất gì mấy dễ cho biết đấy mà không á. Rồi tính ra hai đứa bay là cha mẹ tụi nó mà không dạy được cái gì hết, để tao dạy cho tao dạy luôn cha mẹ ra. Ai bọn bay có biết già thì tao từng mất đi một người mà cho hai tụi bay không hả? Trời ơi, chuyện này xưa rồi, trời ơi, tại sao ông lại nói chuyện gia đình với lại Billy vậy? Nó nói với tụi trước mà. Trời ơi, đang nói gia đình ông dạy con mà, trời ơi, đừng có đụng xúc phạm với ba mẹ đó, trời ơi, nỗi khổ đó, tao nỗi đau đó. Tao mới khỏi ý tức hơn tụi bay đó, bọn bay có đầy đủ mà không dạy con được thì để tao dạy cho. Ai trời ơi. Trời ơi, mình phải đem thằng này vô rồi xử cái này. Trời ơi, mày nói chuyện mày chưa mà. Bây giờ mày đứng ở đây đi, hàng ông nội ơi, mày bảo quá. Đó, anh thấy không, anh em nó chung một
ruột với nhau hả ông cô hồ cắt đãi nè, ba tôi giàu như vậy xử lý nó đi. Trời ơi mày không biết đâu, Biêu Ly có sức mạnh mạnh hơn cha mày gấp mấy lần, cộng ba má mày cũng không bằng nó đâu. Trời ơi là trời. Chúng tôi có tiền. Trời ơi mày đừng như vậy nữa, đại chiến ghi lần một có lẽ lặp lại nữa đó. Ông nội ơi thôi mày đứng ở đây đi, đừng có xí cái mỏ mày ra nha mày. Trời ơi cái thằng trẻ trâu này. Đó 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 ơi, đi vô liền. Mày đi vô liền. À mày bước ra tao chặt. Mình nè. Dò mày bây giờ á. Trời ơi 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 ba người kia dừng lại đi. Trời ơi là trời, đừng có đánh lộn. Sao hả? Ây, không có bỏ qua được. Lần nào nó sáng suốt con mắt của gà ta mới đi. Tôi xin lỗi đi, tôi xin lỗi cho thằng Bất Chi. Đừng có đánh nhau. Thôi coi như là bây giờ tụi nó trẻ trâu, để ba mẹ tụi nó dạy lại. Ông qua nói thôi là được rồi. Trời ơi cái gì mà làm vậy, người ta nói là mình lớn rồi mình đáng hiếp. Coi như tao tha cho ai đứa bay nha. Ơi đừng trách tao lần sau là cái nhà tụi bay bánh chành luôn đó. Rồi nhớ rồi đó. Trời ơi lỗi tao mắc gì làm gì vậy? Nói không? Tao quay lại quýnh tao quay giờ. Trời ơi đó đi đi ông nội ơi. Trời ơi làm ơn làm phước, hai người dạy lại thằng con. Trời đánh của hai người giùm cái đi, nó đi đánh lộn nó coi trời bằng vung rồi. Na Uy ơi, bây giờ không những bà dạy thằng con bà cũng dạy luôn ông chồng bà giùm cái đi. Đừng có chiều chuộng nó nữa, giờ thằng quỷ kia nó bị tính trẻ trâu, nó muốn gì là được đó. Tôi biết rồi. Gì vậy Na Uy? Dạ, cầu cô Du Ly. Ông mẹ đi. Mẹ con. Con nó hư xong rồi đổ thương con không dạy. Trong khi tính ông nóng nảy là giống ổng chứ đâu phải gì con đâu mẹ. Xin lỗi. Này lỡ lời. Trời ơi. Này mệt mỏi quá. Cuối cùng là có chuyện gì? Thôi để tôi kể cho. Là vấn đề vậy nè, cái thằng cháu của cô Julie á, là thằng Boggy đó, nó đi chơi với lại thằng Teddy. Biết mà đúng không? Cô biết mà đúng không cô Julie? Tôi biết Teddy con của Teddy á. Teddy. Đúng rồi. Đó bây giờ á, rồi đi chơi với nhau, giờ một đứa có bồ. Mà thằng Boggy á thì nó thích con nhỏ kia, mà con nhỏ kia lại thích cái thằng kia. Đó, xong rồi hai thằng bạn thân với nhau đánh lộn. Rồi đánh qua đánh lại xong rồi thằng Billy cũng qua đây chửi thằng Morgy. Rồi Morgy chửi lại. Đó. Rồi xây qua xíu nữa đánh lộn rồi. Đúng rồi đó mẹ ơi. Billy á nó qua nó quýnh con trước á. Dạ hai tụi con không dạy được đó. Mẹ vô mẹ dạy nó giùm con đi mẹ. Trời ơi Morgy hôm nay hư tới vậy luôn à. Nó khùng lắm rồi. Hai tụi con quá chiều chuộng nó. Cứ cho nó sống trong cuộc sống sung sướng chứ. Trời nó đã quen với cái thói đó rồi. Bây giờ nó muốn gì là phải có liền cho nó. Không có là nó la, nó đói, nó sầm, nó đòi sống, nó đòi chết. Kìa. Nó nhảy trong đó rồi, đi vô trong kìa. Ê thằng quỷ kêu mày đứng ở trong kia mà thằng quỷ. Đâu rồi? Em đứng ở trong mà, cái gì á. Tao xạo thấy mày nhảy trong đây nha mày. Kìa bà nội mày qua kìa, thấy bà mày gọi con. Ôi bà nội yêu dấu của con, đi bà nhiều lắm. Ừ bà cũng yêu con, nhưng mà tại sao con lại đánh cái đi vậy mất đi. Anh con có đánh cái đi đâu. Không có mà anh nó qua đây nè bán vốn kìa. Trời mấy cái người đó xấu tính nè bà ơi, bà đừng có tin. Trời ơi. Ba mẹ đứng đây chứng kiến mà con còn dám vô. Đó thấy chưa, thằng này là hết thuốc chữa rồi. Trời ơi, con không có được như vậy nghe chưa Boggy. Như vậy không phải là đứa trẻ tốt. Con không có được đánh tét đi. Ta biết rồi, con thích con bé gì Bobby đúng không? Dạ đúng vậy đó. Con bé đó thì nó thích thằng tét đi. Thì chúng ta tìm người khác thôi. Có gì đâu mà đúng phải đánh rồi, nhau. Trang cái ý mà mình nói luôn các bạn. Con không có đứa này, có đứa khác. Sao ai cũng nói vậy vậy. Con không muốn như vậy. Không, nó muốn cái gì là phải có được cho nó. Hay không, tôi nói rồi. Cưng chiều quá. Không phải mình muốn cái gì trên đời cũng có được đâu con. Con muốn cái gì ta cũng cho con được hết trơn á. Mà con không thể nào mà muốn trái tim của người ta được. Đâu gì con á, con cần trái tim đâu. Con chỉ cần bé mày thôi. Trời ơi, yêu xuất phát từ trái tim. Giờ con muốn người ta yêu con thì sao mà được. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Bây giờ nè, tụi nó chưa có quen nhau, tụi nó chưa cưới nhau, tụi nó mới gọi là đang yêu nhau, tìm hiểu nhau thôi. Thì em vẫn còn có cơ hội để có thể cướp được người tay người đó nếu như mà em tốt lên, hoặc là em đối xử với người ta làm sao mà người ta thấy bên em là xứng đáng hơn hàng kia. Thì em có được người đó, đó là một cuộc đấu tranh công bằng đúng không ok? Vậy em nói nha, nói cũng đúng nè ba, ta vừa mới nói là con muốn gì cũng được miễn là phải trái tim đúng không? Ồ, mày đâu thì ba bắt chóng trái tim đây. Con muốn nó xuất hiện kế bên máy bay nữa. Tôi mới nói xong mình coi như là đổ sông đổ biển á luôn rồi mấy bạn ơi. Trời ơi nhức đầu cái gia đình này quá. Cái đó con có được con ơi. Nên chồng con muốn vật chất thì
cha con có được. Nhưng mà về người khác thì không thấy nào. Con muốn người khác thay đổi cũng phải thay đổi chứ. Không, không chịu đâu. Trời ơi là trời. Thôi con Julie ơi, để cho ba mẹ nó đi. Cô già này con nói chuyện xíu đi. Trời ơi, cô Julie ơi, tình hình như thế này nha, đừng để cho cái thằng đó nó bị khùng. Thằng Bosley mà nó khùng quá, nó làm những cái điều mà không tốt là không ổn tí nào đâu. Bởi vì bé May là con của Jesu, nó là... tôi sợ đụng đến Jesu thì không biết ổn định được trong cái nhà này không nữa. Cô hiểu mà đúng không? Cô hiểu thì hôm nay cô mới tới đây đó, cô biết là sẽ có chuyện mà. Thì đó, nên là bây giờ cô hãy cẩn thận với lại thằng ông nội trong đó đi. Để cô vô cô dạy nó, cha mẹ của nó hay chiều nó riết hư. Cố gắng đi, trong mọi chuyện này không ổn tí nào hết cô Julie à. Cố gắng rồi con ơi. Trời ơi là trời. Không còn ăn dạy như vậy thì ta sẽ phạt con đó. Bóc đi. Thôi ông bà giết con đi, không có sống nữa. Thôi được rồi, tao nó quỳ gói đi. Trời đất ơi, bóc. Không chịu quỳ gói đâu. Trời ơi, thôi thôi hai ba người làm gì làm đi, tôi đi về đây. Cố gắng dạy con này đi nha, tôi mệt quá đứng ở đây cái tư chắc tôi tiền đình luôn quá. Thôi tình hình như vậy thôi là được rồi, chuẩn bị nhiều khi có cận chiến chuẩn bị xuất hiện ra nữa rồi các bạn ơi. Thôi video này đến đây thôi, hẹn gặp lại bạn những video